Hôm nay là một ngày đẹp trời để mình dẫn con mèo nhà mình đi câu cá. Và có lẽ mình phải bấm vào con mèo này đúng không? Wow! Wow, a human. Wow, mình không nhớ là con mèo nhà mình nó biết nói luôn. Mày nghĩ tao ngu hả? Tao cá là tao thông minh hơn mày. Tự dưng hôm nay mày lại ý kiến đi cò đấy nhở? Nào, thế nào? What? Wow! Burger. Hình như là mình đi nhầm vũ trụ rồi các bạn ạ. Quái là sao mình lại câu lên một cái hamburger này. Wow, một cái burger biết nói. Chưa bao giờ thấy cái nào như thế này cả. Tôi cần nước để thở. Ném tôi lại vào trong biển đi. Quái là mà burger lại cần nước để thở. Tao ở trong đại dương 20 năm rồi. Nào, mặn vãi. Ok, đừng có bắt cóc burger nữa. Đừng có nói tao phải làm gì. Ok, mình sẽ bắt thêm một cái burger nữa. Bắt thêm một đứa bạn nữa cho cái burger này của mình. What the? Vâng, các bạn đã phản ứng của mình y chang như phản ứng con mèo nhà mình luôn. Yum. Wow. Con này nó ăn chính đồng loại của nó mà nó khen ngon kìa. Cảm ơn bị đã cho ăn nhé. Rồi, để tao bắt con khác. Lần này đừng có ăn nữa nha. Con burger này nó ảo rồi đấy. Này, cấm mày ăn, cấm ăn. Đừng. Thế quái nào mà bây giờ tao có thể kiếm được tiền nếu mà mày ăn hết cả mọi thứ mà tao bắt. Ừ đúng rồi đó các bạn. Mình với con mèo này đi câu cá mà bây giờ từ nãy giờ là không được một đồng tiền nào luôn. Giờ cứ câu lên là con này nó ăn. Thì lấy đâu ra tiền nữa nhở? Đừng lo, tao sẽ trả tiền lại cho mày. Từ. Wow, cái con burger này nó ăn đồng loại của nó, sau đó nó nôn ra tiền cho mình. Yeah, nó làm cho $200. Xứng đáng với hai cái burger mà mình mới câu được. Hiểu rồi, như vậy là chúng ta sẽ đi câu đồ ăn và để cho con burger nó ăn. Đấy, thế là mình bắt đầu thấy rằng là trò này có vẻ bắt đầu thú vị đấy. Mình không thể tin là mình có thể đi câu đồ ăn ạ. Rồi, chúng ta đã có đủ điểm để nâng cấp được cái độ sâu à. Độ sâu là sao? Wow, là kéo cái cần câu của mình xuống dưới. Và đây là cái gì? Đây là quả thanh long. À, thanh long chắc chắn là nhiều tiền hơn rồi. Ui, có báu đây. Có nhiều đồ ăn dễ thương ở đây quá. Bên trong mày là cái gì? Cái câu này là cái câu mà nếu mà các bạn nói với các bạn nữ ở ngoài kia là chắc chắn là các bạn sẽ bị đánh đấy. Mỗi khi tôi mở lòng ra, mọi người sẽ lấy đi mọi thứ và bỏ đi mất. Và đó chính là điều mà mình sắp làm với cái thùng kho báu này rồi. Nào, xem nào. Ui, ở dưới kia còn có một cái gì nữa kìa. Có một cái gì đấy to to ấy mà mình chưa nhìn để ý ra. Câu được thêm đồ ăn ấy là nó sẽ làm đầy cái hòm kho báu này. Và có lẽ là nếu mà câu đủ được số lượng thì hòm kho báu này nó sẽ tự mở ra. Đấy, ở dưới có cái gì kìa. $2,500 đã đủ để mà nâng cấp độ sâu. Đâu sao nào, xem dưới là cái gì đây. Phải trưởng, nó là cái nhà. Quái nào mà mình câu được cả một quán cà phê nhỉ? Cậu vừa cứu đời tôi đấy, không vấn đề đâu. Tôi không phải tin được là tôi có thể câu được cả một quán cà phê. Yeah, không ai tin được đâu. Tôi thường làm đồ uống khi mà bạn tắt cái game này đi. Vâng các bạn ạ, đây là lần đầu tiên mình chơi một trò ấy mà nó bảo mình là hãy tắt trò chơi này đi. Và mình không thể tiếp tục chơi tiếp được, phải bắt buộc phải tắt các bạn ạ. Đã đỉnh vãi. Chào mừng trở lại, hãy quẹt để uống. Đó. Wow. Vâng, và con burger này không những nó ăn chính đồng loại của nó mà nó còn uống cả cà phê nữa. Hòm này cho mình 4 cái tăng khối lượng à? Xem quảng cáo để thêm 4 cái nữa không? Ok, xem thôi. A few moments later. Rồi, một cái quảng cáo rất là hay và mình đã có được tới 8 cái bình. Wow, và nó đã khiến cho cái công suất câu cá của mình tăng lên đến 12. Đã 4 cộng với 8. Ôi, $2,000 là nhanh. Rồi, độ sâu lên cấp 4. Để xem dưới thanh long là gì đây. Chúng ta câu đến khoai tây chiên. Nào, xem khoai tây chiên là bao nhiêu tiền đây. À, mình quan trọng ấy là số tiền mà này đem lại cho mình. Khoai tây chiên $300. Ui, là thế là đủ để có thể mở tiếp độ sâu ở cấp độ 5. Nào, dưới khoai chiên là một cái gì đây mình không hiểu lắm. Cái vé à? Cổng dịch chuyển làm nóc của cái quán cà phê. Không biết là liệu bấm vào cổng dịch chuyển này nó sẽ đưa mình đến thế nào nhỉ? Hiện giờ là nó chưa hoạt động như vậy các bạn ạ. Nó chưa làm được. Rồi xuống level 5 thì vẫn mới chỉ là được mấy cái khoai tây chiên thôi. What the hell? Wait. Đồ ăn của mình nó câu được, nó rơi vào trong cổng dịch chuyển. Và nó có vẻ như là nó đã lôi kéo chính bọn nó từ các vũ trụ khác về đây để cho mình được số tiền gấp đôi. Rồi xong cổng dịch chuyển nó đóng lại luôn ạ. À, tức là cổng dịch chuyển nó chỉ cho mình một lần thôi à? Ok, có cái hòm kho báu này này. À cay nhá, nó mở tiếp được có phải hay không? Cổng dịch chuyển này là có được sức mạnh bởi tình yêu. Chúng ta phải sử dụng tình yêu để cho cổng dịch chuyển này mở ra. Vâng, tất nhiên rồi. Thật ra là nó là bởi quảng cáo. Yeah, tất nhiên rồi. Ok, như vậy là sau khi xem quảng cáo xong, nó sẽ cho mình 6 cái cổng dịch chuyển. Được. À, được rồi, đủ điểm để, đủ tiền để nâng độ sâu lên cấp độ 6. Đó xem nào. Dưới khoai tây chiên, chúng ta có những cái bát gì đấy? Có cả cái xẻng kìa. Bát là bát gì? Cranberry. Hy vọng đây không phải là bát chè đậu đỏ để cho ngày thất tịch những bạn nào đang FA ăn chứ đúng không? Một bát chè là 400 tiền. Không được.
cũng ổn đây. Nào nào. Ô, độ sâu mới bây giờ là hot dog, bánh mì kẹp xúc xích. À, được, được. Sao mặt này trông cute phô mai que này. Cute vãi trưởng ạ. Bấm vào thuyền của tôi khi mà bạn có nhiều loại đồ ăn hơn. Đâu, là sao, xem nào. Mình đang ở hòn đảo số 1 và mình cần câu thêm 25 đồ ăn nữa để đến đảo số 2. Mà chỉ cần thêm 2 cái đồ ăn nữa thôi là đến được cái farm rồi. Vào này ta không chỉ có mỗi cái chuyện là câu cá mà còn có cả đi chăn nuôi trồng trọt à. Rồi, 71.000 đô. Nâng cấp độ sâu. Nào xem nào. Chúng ta có cái này là tỏi à? Đúng không? Củ tỏi đúng không? Garlic, yes. Câu được củ tỏi. Ok, ok. Ồ, mình đã câu được một cái xẻng nữa. Và mình đã đủ 3 cái xẻng rồi. 3 cái xẻng bấm vào để đào. Phần thưởng xịn nhất là cái mũ. Ê, cái mũ này có giúp gì không? Nếu mà nó giúp ích là tăng cái khả năng câu cá lên thì mới cho nha. Ok, cộng tiền chuyện. Đây, giữa cái giữa đi. 18. Wow, let's go. Đây đi. Cái mũ. Mình đã lấy được cái mũ rồi. Và liệu mình có nên xem quảng cáo để có 3 cái xẻng nữa để đào tiếp không ta? Vâng, sau một cái màn ảo thuật nhỏ với trò chơi, mình đã có thêm 3 cái xẻng nữa. Và để xem là đào được cái gì đây. Trời ơi, đúng là ảo thuật có khác. Đào phát đúng ra 3 cái cổng dịch chuyển luôn á. Ôi, còn 3 ô còn lại thì thôi, nốt nhở. Rồi, xem nốt 3 còn lại là gì đây. Mày đang giấu cái gì đó homie. Ồ, được. Được, được, được. Đấy, bù đắp vào đống cổng dịch chuyển này đi. Và bây giờ, mình một lần câu của mình là câu được 18 cộng 6 là 24. Úi xồi ôi, câu nó phải gọi là mút chỉ, là cháy máy luôn. Lại còn đi vào cổng dịch chuyển nữa, nhân lên 47.000 đô một lần câu. Ủa, cái gì đây, gì đây, không cho tôi nâng cấp à? À, phải mở hòm trước. Đã thế lại còn được 4 cái cộng 12 ạ. Như này là quá nhiều rồi. Nâng cấp lên độ sâu level 9. Để xem là dưới cái củ tỏi này sẽ là cái gì đây. Cái này là củ khoai tây à? Anh em mình là cái gì đây à? Anh em mình là củ khoai tây à? Úi giời, úi. Ui chà, ô tây tàu. À, đây mình đứng yên xem nào. Đã đủ đồ ăn để đến cái nông trại rồi. Đâu xem nào, bây giờ mình đi thử qua bên này xem nào. Bên nông trại này là 0/80 à. Ui, đâu xem nào, mở khóa. Ok, lại là mở con burger. Và con burger này nó đi, nó ăn khoai tây chiên ạ. Có burger trên đời nào đi ăn khoai tây chiên nhỉ? Mặt con burger này thì cute, phô mai que đấy. Nhưng mà mấy cái bọn khoai tây chiên này chúng nó không hề đang vui vẻ một tí nào đâu nhá. À, và mình bấm vào những cái ô này là mình sẽ gọi là đẻ thêm khoai tây chiên cho bọn này ăn. À, và mình bấm càng nhiều thì ở trên đây này nó sẽ tăng số lượng lên. Và có thể là mình sẽ mở khóa được cái ô này đúng không? Thử xem nào. Và mình mở khóa được bát cơm. Và lần này, ha ha, kẻ đi ăn lại muốn lại trở thành kẻ bị ăn rồi. Tưởng mày ghê gớm như nào. Ở đây thì mày ghê lắm, mày ăn khoai tây chiên. Trên này thì mày bị bắt cơm nó ăn. Đó các bạn ạ. Cái này là đúng là kiểu là châu Á đánh nhau với cả châu Âu này. Đấy. Zamba hamburger này tuổi gì mà đấu với cơm. Ở sau đó bây giờ là mình phải đợi lên level 11 để mình mở khóa được cái này đúng không? Ôi trời. Ở đây điên loạn rồi. Ôi giời. Ôi lại cắn đồ chạy nhanh thế. Đây giờ nhá, chúng mày tự đi mà tự ăn nhau đi. Tao về ra câu cá đây. Mở cái chỗ này lên là để đi câu cá chứ không phải là để đi trồng trọt với chăn nuôi đâu. Ui chà chà, mình xin học kho báu nha. Ui, mình lấy hơi bị lỗ rồi, hơi thiếu rồi. Thôi, vẫn là đủ rồi. Lên level 10. Đó, xem nào. Dưới khoai tây, phô mai à? Đúng không? Cái miếng phô mai đúng không? À, lemon, chanh gì này. Đó, lấy được full toàn bộ là cái lemon luôn. Nhân 10 lên là 3.000. Được. Lên cấp độ 10. Nào, tại 11 chứ. Đây mới là phô mai này này. Đây mới là cheese này đúng không? Sao mặt nó cứ tẩm tẩm kiểu gì nhỉ? Ui dồi ôi, trong mặt nó này. Ghê vãi ạ. Ui, mình lấy được con dao ạ. Ui, con dao là gì ấy? Ai da. Ui. Sao game nó bỗng dưng game nó đảng bù vậy? Ủa là con dao của cái thằng cái con bán cà phê đấy hả? Ok, có thể rút dao ra cho con hamburger được không? Con dao này để nguyên si luôn các bạn ạ. Nguyên si con dao này vào đầu con này luôn chứ. À, để con dao trông tội vãi. Đã tối đa được cái sức chứa của cần câu. Ui, vậy nhanh vậy thôi hả? Uầy, uầy, mình câu được con mèo kìa. Uầy, có được hòn đảo mới. Mình qua được hòn đảo mới à? Ủa, sao bây giờ mình lại biến thành con mèo khác à? Và bây giờ mình câu lên được một cái. Không thể câu được khi mà đại dương bị ô nhiễm như vậy. Chúng ta phải đợi đến khi nào mà nước nó sạch lại thôi. Sao bây giờ cho qua câu đây xong câu được một phát xong rồi là không cho mình câu nữa? Chúng ta có chế độ cốt truyện luôn chứ. Mèo câu được đồ ăn xong bây giờ là bọn nó nói chuyện với cái đồ ăn này. Ê, thanh niên này cầm cái này tưởng là phóng lợn nha. Hơi ghê gớm nha. Muốn xem quảng cáo để dọn sạch biển không? Ngay mà, nó lại dụ mình xem quảng cáo. Vãi trưởng ạ, ui ôi. Bố này bố ấy cầm ống hút xuống. Bố hút hết cả dầu
ở biển chứ. Vâng, nếu mà ở đấy thật đấy mà có con mèo làm được chuyện này á thì đại dương ở trái đất của chúng ta rất biết ơn bọn này đấy. Rồi câu thêm được một cái tầng nhà nữa. Quái nào mà sao câu được tầng nhà lên mà nó lại đẻ ra dầu ở lan ở trên biển được nhở? Và thế là hết, chúng ta lại quay trở về với hòn đảo số 1. Vâng, thật sự ấy, cái trò này ấy, nó vẫn đang khiến cho mình rất là bối rối ấy, vì mình cũng không hiểu là cái trò này cuối cùng mục đích của nó là để làm cái gì luôn ấy. Thôi, vẫn còn rất nhiều những cái loài cá, à không, nhiều những cái món đồ ăn khác đang ở dưới đại dương chờ đợi mình câu lên. Nó là gì thì hãy đợi đến lần sau nhá.